Đoán xem đây là cây gì nè, cây thì không cao lắm nhưng quả rất sai và rất là nhiều kiến nữa. Đó mọi người, các anh vừa trèo lên cây vặt được cái quả mãng cầu này. Mãng cầu mà để nó chín rụng ấy thì nó sẽ bị quá mất cái độ chín vừa của nó. Còn nếu mà nó mình để mà nó xanh mình đã vặt rồi ấy, để xuống dưới vài ngày chờ chín thì na thì cũng không ngon bằng ăn chín cây thế này đâu. Ngon lắm nè. Đó, cây mãng cầu ở đây đó mọi người. To chưa? Hơn cái mặt na luôn. Mà mặt na là cái dạng mặt to đó mọi người. Bây giờ mình bố nhá. Trời ơi, ngon dã man. Trời ơi, ngon. Ngọt dã man luôn. Mùa mãng cầu tới rồi nha mọi người. Đang bắt đầu tới mùa mãng cầu, mùa bơ. Mọi người ai muốn ăn hoa quả chín cây thì báo với anh nhé. Các anh vừa về nên giờ đã sẽ có người ship hàng cho mọi người rồi. Lúc trước nhiều người hỏi na hoa quả tươi, hoa quả sấy cô và hàm nữa. Thì không có người ship hàng mà làm hàng á, nên là chưa có làm được. Bây giờ chuẩn bị có hàng nha mọi người. Cái ngôi dạ ăn mãng cầu này ngon, ngon lắm luôn á. Ngon dã man. Quả mãng cầu ngon, kinh khủng. Ngon. Thơm vừa chín tới này là ngon nhất đó mọi người. Nếu mà vặt mãng cầu để chuyển đi cho mọi người thì sẽ vặt những quả tầm này hoặc là xanh hơn một chút để mình vận chuyển trong khoảng độ 2 đến 3 ngày. 2 ngày ra Hà Nội. Một ngày, hơn một ngày, gần 2 ngày ra Hà Nội thì nó sẽ vừa chín tới mọi người. Còn về Bình Dương thì nhanh lắm. Một ngày ấy, Bình Dương và Sài Gòn. Đang ngồi dưới nhà sàn này mọi người. Nó mát. Trái mãng cầu và ăn xong vẫn còn phải lên ăn tiếp một miếng to nữa bởi vì nó thơm ngon và ngọt ấy. Ăn không thế này thì cũng ngon hả mọi người, làm kem, làm sữa chua cũng ngon nè. Và mọi người ơi, nhớ đăng ký kênh ủng hộ Na cũng như là comment cho Na biết điều gì mọi người thích trong kênh của Na và muốn Na chia sẻ trong những video tiếp theo nhé. Na cảm ơn mọi người rất là nhiều nè.